Tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022, Hà Nội Gift Show 2022. Với 460 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước, hội chợ nhằm đẩy mạnh các chương trình, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quảng bá sản phẩm, phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong những năm qua, Trung ương và thành phố đã ban hành nhiều chính sách, tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ các làng nghề phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ thông qua các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, du lịch nhằm phát triển kinh tế, tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu của địa phương và doanh nghiệp. Các sản phẩm của làng nghề Hà Nội đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt và có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU, Dubai. Trong khuôn khổ hội chợ đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022, trong đó có 6 giải nhất, 18 giải nhì, 24 giải ba và 42 giải khuyến khích cho 6 nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Qua 10 năm tổ chức, Hà Nội Gift Show đã thu hút gần 5.000 gian hàng của trên 2.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố và hơn 30 quốc gia có các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tham gia.